Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm trưởng thành và phát triển, ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh Kon Tum luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để tham mưu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công tác chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2024, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đầu tiên xin cảm ơn bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Kon Tum đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi hôm nay ạ. Thưa bà, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ thời gian qua đã được ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh quan tâm triển khai như thế nào? Những năm qua, ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã quan tâm tham mưu cho thường trực ban thường vụ tỉnh ủy về công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ của tỉnh. Thì hàng năm thì đều có kế hoạch đào tạo cụ thể. Ngoài ra thì ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã phối hợp với trường dân trị tỉnh và các cái cơ quan đào tạo bồi dưỡng để triển khai thực hiện cái kế hoạch. Thì trong cái công tác phối hợp tổ chức các cái lớp đào tạo đó đều có cử cán bộ để theo dõi quản lý lớp chặt chẽ khoa học. Đồng thời thì quan tâm tạo điều kiện về cái chế độ chính sách theo đúng quy định đối với công chức viên chức đi đào tạo. Thì đầu nhiệm kỳ đến nay thì ban tổ chức cũng đã tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy cử 3.200 cán bộ tham gia các cái lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và hơn 18.000 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý nhà nước trong và ngoài nước. Thưa bà, thực hiện nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, thì ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh Kon Tum cũng đã đẩy mạnh triển khai như thế nào và đạt được những cái kết quả tích cực ra sao ạ? Đối với công tác kết nạp đảng viên, thì tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm của đảng bộ tỉnh đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra là từ 3 đến 4% trên một năm trên tổng số đảng viên. Bên cạnh công tác kết nạp đảng viên thì công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên và sàng lọc đảng viên, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng cũng được ban tổ chức tỉnh ủy quan tâm tham mưu thường trực ban thường vụ triển khai thực hiện. Cái nổi bật nữa đó là công tác phát triển đảng viên là thôn trưởng tổ trưởng đảng viên. Thì hiện nay cái tỷ lệ thôn trưởng tổ dân phố là đảng viên là đạt 700 trên 756 thôn trưởng tổ trưởng. Thì tỷ lệ này là vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra. Thì nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra là 90%, thì đạt hiện nay là 92,59%. Đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên cũng như là tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm cũng được ban tổ chức tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy định của đảng. Thì tỷ lệ tổ chức đảng hàng năm được hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì cũng đảm bảo đạt chỉ tiêu là 90% trở lên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thưa bà, những năm qua thì ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh Kon Tum cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín như thế nào để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn? Ban tổ chức tỉnh ủy luôn xác định theo đúng quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là về công tác cán bộ, đó là cán bộ luôn là cái gốc của mọi công việc. Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thì với cái tinh thần đó thì ban tổ chức tỉnh ủy cũng luôn tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy quan tâm trong công tác đào tạo, lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thì đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ trong địa bàn tỉnh trong những năm qua đã từng bước được nâng cao về phẩm chất, trình độ, kiến thức và năng lực, đã thực hiện tốt cái vai trò tham mưu cho thường trực ban thường vụ các cấp về công tác tổ chức, làm tốt cái nhiệm vụ được giao. Đa số đội ngũ cán bộ này đều là nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, công tâm khách quan và luôn xác định không có cục bộ địa phương hay tiêu cực vụ lợi trong cái công việc của mình. Thưa bà, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030, thì ngành tổ chức xây dựng đảng cũng đã triển khai những cái nhiệm vụ nội dung trọng tâm như thế nào? Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 17, thì thực hiện theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thì ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 155. Kế hoạch này là ngày 28 tháng 6 năm 2024 về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đã tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị cho tổ chức đại hội, gồm có tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức. Bên cạnh đó đã tham mưu thành lập 14 tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương cho nhiệm kỳ 25-30. Thì mỗi tổ là do một đồng chí ủy viên ban thường vụ làm tổ trưởng. Và ngoài ra thì ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho ban thường vụ triển khai thực hiện cái hướng dẫn 27 của ban tổ chức trung ương về thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Thì ban tổ chức cũng đã tham mưu ban hành hướng dẫn số 02 ngày 17 tháng 9 năm 2024 về hướng dẫn một số nội dung và công tác nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 25-30. Một lần nữa xin cảm ơn bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Kon Tum đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi hôm nay.